trong bể bơi. Cô gái thơm má chàng trai yêu thầm từ lâu. Sau đó xấu hổ nhảy xuống trốn dưới nước. Nhưng ngay sau đó đã xảy ra một hiện tượng lạ. Xung quanh cô gái bị máu nhuộm đỏ. Bụng cô nhô lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Không ngờ rằng chỉ sau một cái thơm má, cô gái lại sinh ra một đứa con trai ngay tại chỗ. Theo thống kê, cùng lúc đó trên toàn thế giới có 43 cô gái không mang thai mà lại sinh con một cách kỳ lạ. Một tỷ phú tên là Reginald sau khi biết chuyện này đã ra giá cao để nhận nuôi 7 đứa bé, đưa chúng về chăm sóc cẩn thận và đặt tên cho chúng bằng các số từ 1 đến 7. Ông huấn luyện riêng cho bọn trẻ nhằm tạo ra những anh hùng có thể thay đổi thế giới. Trong một vụ cướp ngân hàng, những đứa trẻ đã lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Số 1 từ khi sinh ra đã có sức mạnh hơn người, chưa đầy một hiệp đã đánh bại tên cướp. Số 2 có thể khống chế đường bay khi ném dao, khiến kẻ địch chết không kịp ngáp. Số 3 có thể khống chế người khác bằng giọng nói, khiến kẻ địch tự tàn sát lẫn nhau. Số 5 có khả năng vượt thời gian và không gian, có thể xuất hiện sau lưng kẻ địch trong chớp mắt, khiến kẻ địch bó tay chịu chết. Số 6 có thể triệu hồi quái vật ở không gian khác từ cơ thể mình, nghiền nát tất cả kẻ địch xung quanh ngay lập tức. Còn số 4 lại khá đặc biệt, có thể nhìn thấy và trò chuyện với hồn ma. Nhưng vì nhát gan, sợ ma từ nhỏ nên không được trọng dụng, thường xuyên bị nhốt ở ngôi mộ dưới lòng đất để cho can đảm hơn. Riêng số 7 vì không có năng lực đặc biệt nên bị cô lập. Từ đó, học viện Umbrella ra đời để chiến đấu chống lại tội phạm. Một ngày nọ khi mọi người đang ăn cơm, số 5 bất ngờ nói muốn thử du hành thời gian, nhưng lại tiếp tục bị Reginald từ chối. Ông cảnh cáo số 5 rằng du hành thời gian khác với du hành không gian. Du hành thời gian cực kỳ nguy hiểm và có nhiều biến số. Nhưng số 5 trẻ tuổi bồng bột, không nghe lời ông mà sử dụng năng lực ngay trên phố. Tiến đến mùa hè, rồi lại tiếp tục tiến đến mùa đông. Nhưng không ngờ rằng lần thứ 3 sử dụng năng lực lại mất kiểm soát, khiến cậu đến thẳng tương lai mười mấy năm sau. Đập vào mắt cậu là một thế giới đã bị hủy diệt. Khắp nơi đều là đống đổ nát, chỉ mình cậu còn sống. Cậu biết mình đã gây ra chuyện, muốn quay trở về, nhưng có cố gắng thế nào cũng đều thất bại. Cứ như vậy cậu bị nhốt ở dòng thời gian đó, một thân một mình đi khắp nơi tìm cách trở về. Thời gian nhanh chóng trôi qua, số 5 đã bị nhốt ở đây hơn chục năm. Để tránh suy sụp tinh thần, số 5 đã tìm một Manner canh về làm bạn. Một hôm khi số 5 đang tám chuyện với Manner canh, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện. Bà ta nói mình đến từ tổ chức Temsker Mission, phụ trách bảo vệ tiến trình thời gian không để cho người khác điều khiển và thay đổi. Bà ta coi trọng khả năng du hành thời gian của số 5, muốn mời số 5 gia nhập tổ chức của mình. Số 5 thấy có thể rời khỏi nơi này, liền đồng ý ngay tắp lự. Số 5 trở thành sát thủ của Zerker Mission, bắt đầu cuộc sống của một sát thủ trong 5 năm, chuyên giết những người khiến tiến trình thời gian thay đổi. Lúc này ở dòng thời gian gốc đã nhiều năm trôi qua, học viện Umbrella lúc đầu cũng có những thay đổi chóng mặt. Số 6 đã hy sinh anh dũng trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Những người khác cũng mỗi người một ngả vì chí hướng khác nhau. Số 7 trở thành một nghệ sĩ violin. Số 1 được Reginald cử tới mặt trăng để thực hiện nhiệm vụ. Số 2 trở thành một hiệp khách, chiến đấu chống lại tội phạm ở khắp nơi trong thành phố. Số 3 phát huy khả năng thiên phú của mình trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Còn số 4 vì nhìn thấy hồn ma mà bị giày vò nhiều năm, sau khi lớn lên đắm chìm trong rượu và các chất kích thích, cho tới một ngày bọn họ cùng đọc được tin tức thông báo về cái chết của bố nuôi Reginald, khiến họ không thể không quay về tham dự tang lễ. Mấy anh em cuối cùng cũng tụ họp lại sau nhiều năm. Nhưng đúng lúc họ thảo luận về những điểm đáng ngờ trong cái chết của Reginald, ngoài trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng, không gian chấn động, chỉ thấy trên trời xuất hiện một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Số 5 mất tích nhiều năm đã thành công quay trở về. Nhưng điều kỳ lạ là số 5 vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi còn trẻ, đồng thời nói rằng 8 ngày nữa sẽ là ngày tận thế. Ở lễ truy điệu người bố nuôi quá cố, mấy anh em không hề đau buồn. Ngược lại số 2 còn nói thẳng ra những bất mãn của mình, chỉ trích Reginald không coi họ là con người. Từ nhỏ tới lớn ngày nào cũng không ngừng luyện tập, không có một chút tình thân gia đình nào, thậm chí còn lười đặt tên cho họ, mà gọi bằng số từ 1 đến 7. Số 1 nghe không lọt tai, hai người lao vào đánh nhau. Thấy cảnh tượng đó, số 5 quay người rời đi. Cậu tới một nhà hàng trên phố, muốn ăn một bữa cho no nê. Suốt mấy chục năm ở thời kỳ tận thế, cậu chỉ có thể uống nước, ăn côn trùng để sống sót. Trong lúc chờ lên món, một nhóm sát thủ xông vào, nhưng cậu đã ra tay trước khi họ kịp phản ứng. Cậu xuyên không trở về khi hợp đồng với Zerker Mission còn chưa kết thúc nên mới bị truy sát. Cậu rời khỏi đó sau khi đã giải quyết xong nhóm sát thủ và tới nhà của số 7 vì không còn nơi nào để về. Kể cho cô ấy nghe về chuyện tận thế, cậu đã nhìn thấy ngày tháng trên một tờ báo. Nhẩm tính thời gian thì chính là 8 ngày sau. Nhưng số 7 rõ ràng không tin chuyện đó. Cô cho rằng số 7 bị bệnh hoang tưởng sau khi xuyên không. Nhìn những manh mối giúp tìm ra nguyên nhân tận thế trong tay, số 5 nhớ lại tình cảnh khi tìm thấy con ngươi giả. Cậu tìm thấy thi thể các anh chị em đã hy sinh trong đống đổ nát, và thấy con ngươi giả này được số 1 nắm chặt trong tay, chứng tỏ con ngươi giả chắc chắn có liên quan đến nguyên nhân tận thế. Cậu quyết định điều tra cho rõ công ty đứng phía sau. Vào khoảnh khắc quyết định ngăn cản tận thế xảy ra, số 5 đã bị Zerker Mission nhằm vào.
họ coi cậu là người ảnh hưởng tới tương lai và thay đổi tiến trình thời gian. Hai sát thủ của tổ chức nhận được lệnh truy sát số 5 đã đặt chân tới đây. Lúc này thông qua địa chỉ trên con ngươi giả, số 5 đã tìm tới công ty sản xuất, canh chừng ngoài cửa chờ cơ hội tiến vào. Hai sát thủ nhận được nhiệm vụ ám sát từ tổ chức, tìm tới nơi ở của mục tiêu, nhìn bức tranh trên tường xác nhận không có sai sót. Đúng lúc bị số 2 không rõ sự tình bắt gặp, hai người đầu đội mũ sắt tấn công mạnh mẽ, chặn đứng dao ném của số 2. Số 1 và số 3 nghe tiếng chạy tới tham gia vào trận chiến. Hai sát thủ mau chóng bại trận, nhân cơ hội chạy thoát theo đường cửa sổ. Áo của số 1 mắc vào đèn trùm lộ ra nửa thân trên. Cũng vì vậy mà để lộ bí mật đã che giấu nhiều năm. Hóa ra năm đó, sau khi tất cả mọi người rời khỏi học viện Umbrella, số 1 vẫn ở lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của Reginald. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, số 1 bị thương suýt mất mạng. Reginald đã tiêm máu của Tinh Tinh vào người anh ta. Tuy may mắn sống sót, nhưng cơ thể xảy ra biến dị, xuất hiện những đặc tính của Tinh Tinh. Đây cũng là chướng ngại tâm lý mà số 1 không thể vượt qua. Lúc này hai sát thủ thất bại không còn cách nào khác, đã bắt số 4 không có sức chiến đấu về, ép hỏi tung tích của số 5. Nhưng số 4 suốt ngày sống dựa vào rượu và các chất kích thích, không những không đau đớn vì bị giày vò, mà ngược lại còn cảm nhận được sự kích thích hơn cả khi uống rượu. Cuối cùng trước sự cám dỗ của chất cấm, số 4 đã nói ra những nơi số 5 từng đến. Lúc này số 5 không hay biết gì, đang tra hỏi danh sách khách hàng của công ty sản xuất bộ phận cơ thể giả. Nhận được thông tin về công ty mà số 5 đang điều tra, hai sát thủ tới phòng thí nghiệm chế tạo con ngươi giả, phóng hỏa đốt cháy cả công ty, phá hủy manh mối duy nhất của số 5. Khi số 5 phát hiện, chuyện đã quá muộn, công ty xảy ra vụ nổ lớn. Ở một diễn biến khác, trong khách sạn nơi số 4 bị bắt cóc, đúng lúc có một nữ cảnh sát tuần tra ngang qua. Sau khi phát hiện, số 4 đập đầu xuống bàn, tiếng va đập khiến nữ cảnh sát chú ý. Cô lấy thẻ phòng từ chỗ nhân viên rồi mở cửa, nhìn thấy số 4 bị trói trong phòng. Số 4 dùng mắt ra hiệu rằng trong nhà vệ sinh có người. Nữ cảnh sát hiểu ý cởi trói cho anh ta. Đúng lúc này tên bắt cóc xuất hiện, nữ cảnh sát dứt khoát bóp cò. Số 4 nhân lúc hỗn loạn nhặt lấy quần áo bò vào trong đường ống cứu hỏa. Lúc này một tên sát thủ khác xuất hiện từ phía sau. Nữ cảnh sát trúng đạn bay màu tại chỗ. Lúc này hai người mới phát hiện số 4 đã bỏ chạy, đồng thời mang theo cả cặp tài liệu mà họ giấu trong đường ống. Số 4 khi đó đã ngồi trên xe buýt, đang tò mò xem thử chiếc cặp trộm được, ảo tưởng rằng bên trong chứa đầy tiền bạc và kim cương. Nhưng ngay khi vừa mở chiếc cặp ra, số 4 liền lập tức xuyên không tới chiến trường năm 1968. Số 4 còn chưa hiểu chuyện gì thì quân địch bất ngờ tập kích. Anh ta bị coi là quân lính kéo ra chiến trường, bắt đầu cuộc sống quân nhân một cách khó hiểu. Một bên khác, ở nhà sau khi bị sát thủ đánh úp, số 1 và số 2 biết được mục tiêu của đối phương là số 5. Hai người tìm kiếm tung tích của số 5 khắp nơi, cuối cùng tìm được số 5 uống say bí tỉ, vì manh mối bị cắt đứt ở một góc trong thư viện. Ngày hôm sau khi tỉnh rượu dưới sự tra hỏi của số 1, số 5 mới kể tất cả mọi chuyện ra, bao gồm cả chuyện chỉ còn 4 ngày nữa là tận thế. Cùng lúc đó trên một chiếc xe buýt nào đó trong thành phố, số 4 đã xuyên không trở về từ chiến trường. Anh ta tức giận đập nát chiếc cặp trong tay. Sau khi quay về nơi ở, số 5 phát hiện triệu chứng trên người anh ta chính là di chứng để lại sau khi xuyên không. Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, số 5 vội vàng truy hỏi tung tích của chiếc cặp. Cặp tài liệu của tổ chức có thể giúp cậu quay về quá khứ, nhờ đó có nhiều thời gian để ngăn chặn tận thế xảy ra hơn. Nhưng đáp án nhận được lại là chiếc cặp đã bị đập nát. Từ những chuyện mà số 4 trải qua, số 5 chợt nghĩ ra điều gì đó. Sau khi tính toán đã tìm ra người cần giết để ngăn chặn tận thế xảy ra, cuối cùng rút ra kết luận người đó tên là Milton. Chỉ cần giết ông ta là có thể ngăn tận thế xảy ra. Nhưng lại bị số 1 ngăn cản. Số 1 không tán thành việc giết một người vô tội, vì một ngày tận thế còn chưa xảy ra. Cuối cùng sau khi bàn bạc, hai người tìm ra một cách mới. Họ lấy cớ trả cặp tài liệu, để dụ hai sát thủ của The Commission ở khách sạn tới đó. Thông qua họ tìm ra người quản lý đứng đằng sau. Chỉ cần trà trộn được vào trong tổ chức, số 5 sẽ có thể điều tra ra người khiến tận thế xảy ra là ai. Như vậy vừa không làm bị thương người vô tội, vừa có thể giải quyết tận gốc vấn đề. Nhưng hai người không ngờ rằng số 2 và số 4 không biết gì về kế hoạch cũng theo tới đó, lái xe đâm thẳng vào hai sát thủ. Vì vậy mới có cảnh mở đầu. Lúc này một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện. Bà ta chính là Handler, quản lý của The Commission, cũng chính là người khiến cho thời gian xung quanh ngưng lại. Bà ta nói với số 5 rằng những gì cậu làm đều vô ích, đến cuối cùng tận thế vẫn sẽ xảy ra. Nhưng chỉ cần số 5 theo bà ta về tiếp tục công việc, thì bà ta hứa sẽ giúp cho các anh em của số 5 sống sót khi tận thế xảy ra. Số 5 đồng ý với điều kiện của bà ta. Trước khi rời đi, cậu thay đổi hướng bay của viên đạn đang nhắm vào số 1, sau đó theo người quản lý thời gian rời khỏi đó. Thời gian quay trở về như bình thường, ba anh em cũng rời khỏi đó một cách an toàn. Người phụ nữ đưa số 5 tới The Commission, giao cho cậu việc điều tra những tuyến thời gian bất thường. Số 5 nhân cơ hội tìm hiểu rõ tình hình nội bộ tổ chức, đồng thời tra ra được kẻ chủ mưu khiến tận thế xảy ra. Cậu nhân cơ hội truyền mệnh lệnh giả khiến hai sát thủ tàn sát lẫn nhau.
Đúng lúc này Handler bất ngờ xuất hiện, phát hiện ra âm mưu của số 5. Sau đó số 5 tới phòng chứa cặp tài liệu, cho nổ hết những cặp tài liệu còn lại để ngăn cản sự truy sát của tổ chức. Vào khoảnh khắc cuối cùng cậu dùng cặp tài liệu xuyên không về nhà, đồng thời đem theo manh mối về người khiến tận thế xảy ra. Người đó tên là Hera. Cô bé này đang được bố nuôi huấn luyện. Ngay giây sau một luồng sức mạnh to lớn bùng phát. Mắt kính của bố nuôi Reginald cũng vỡ nát theo. Nhìn thấy luồng sức mạnh hủy diệt to lớn không thể kiểm soát ấy, ông quyết định tạm ngưng việc huấn luyện cho cô bé. Nhưng những ngày sau đó mỗi khi nghe thấy tiếng ồn, cô bé đều bộc phát cảm xúc, không thể kiểm soát luồng sức mạnh trong người. Sau khi liên tục thay nhiều người giúp việc, Reginald đành phải nhốt cô bé vào căn phòng kín, yêu cầu cô bé uống thuốc kiểm soát cảm xúc mỗi ngày. Đồng thời bảo số 3 dùng năng lực của mình, khiến cô bé quên đi việc mình có siêu năng lực. Cứ như vậy, cô bé dần quên đi quá khứ, trở thành một người bình thường. Sau khi lớn lên cô trở thành một nghệ sĩ violin, cho tới một ngày một người đàn ông tên là Harold xuất hiện, phá vỡ cuộc sống bình thường của cô. Mỗi khi cô buồn phiền, Harold đều xuất hiện đúng lúc, khiến một người chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như cô nhanh chóng động lòng. Hai người chính thức quen nhau. Nhưng cô không biết là tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Harold. Harold mồ côi mẹ từ nhỏ, thường xuyên bị người bố bạo hành. Cậu hy vọng có thể trở thành anh hùng như những đứa trẻ ở trong học viện Umbrella. Nhưng khi cậu mang theo hành lý tới trước cửa học viện, lại bị Reginald chế nhạo rồi đuổi ra ngoài. Về đến nhà tiếp tục bị người bố đánh đập. Những cảm xúc đè nén trong lòng nhiều năm lúc này chợt bùng phát. Cậu cầm búa lên, đập thẳng vào đầu người bố sâu rượu của mình. Sau vài nhát búa, người bố bay màu tại chỗ. Harold cũng bị bắt giam 12 năm. Lúc cậu ra tù, cũng là lúc Reginald qua đời. Harold ôm hận trong lòng, bắt đầu trả thù 7 thành viên của học viện. Nếu không phải năm đó bị từ chối, thì Harold cũng không đến mức rơi vào bước đường này. Trong khi lên kế hoạch trả thù, Harold vô tình nhặt được sổ tay của Reginald. Không đọc thì thôi, đọc cái hết hồn. Trong sổ tay ghi chép rõ ràng số 7 có siêu năng lực. Hơn nữa, một khi tức giận thì sẽ không thể kiểm soát. Sau khi xác định mục tiêu, Harold bắt đầu tiếp cận số 7, khiến số 7 mê hắn như điếu đổ, cuối cùng rơi vào bể tình. Trong thời gian đó, qua điều tra, số 3 phát hiện Harold có vấn đề, bảo số 7 tránh xa hắn ra. Nhưng số 7 bị tình yêu che mờ mắt, cho rằng chị ba một mình nuôi con. Đố kỵ khi thấy mình có một tình yêu đẹp, cuối cùng hai chị em cứ gặp nhau, là mặt cau mày có. Chuyện chưa dừng tại đó, Harold cứ rảnh rỗi là lại giúp số 7 khai thác siêu năng lực. Tuy mới đầu hiệu quả chưa rõ ràng, nhưng một hôm hai người gặp phải mấy tên côn đồ ngang ngược, chưa nói mấy câu đã ra tay đánh Harold. Số 7 ở bên cạnh bị chọc giận, gào khóc kêu bọn chúng dừng tay. Dừng tay, đừng đánh nữa, dừng lại đi. Dừng tay, lại đây thằng khốn, cứu tôi với. Lạy chúa, đây có lẽ phải gọi là tấn công bằng phép thuật, không cần dùng tới nắm đấm. Bảo sao Reginald luôn áp chế siêu năng lực của số 7. Một khi bộc phát đúng là kinh người, cuối cùng tất cả lũ côn đồ đều bay màu. Harold được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Trải qua lần xô sát này, Harold bị mù một mắt. Ồ, xem ra chúng ta đã tìm được chủ nhân của con ngươi giả mà số 5 mang về từ tận thế rồi đây. Cô gái này một khi tức giận là người khác sẽ cực kỳ đen đủi. Nhưng lần này cô ấy lại thất bại trước anh cả của mình. Từ khi số 3 bị cắt cổ, số 7 vẫn luôn muốn về nhà nói một tiếng xin lỗi. Khi cô ấy nay bước vào nhà, người anh cả vô cùng thông minh của cô xuất hiện. Anh cả giang cánh tay rộng lớn, ôm số 7 vào lòng. Số 7 vừa cảm nhận được chút ấm áp tình thân, ngay giây sau liền thấy có biến. Anh làm em đau quá. Anh xin lỗi Vanier. Dừng lại đi anh. Anh xin lỗi. Buông em ra. Anh xin lỗi. Cứ như vậy, số 7 bị siết đến mức ngất xỉu. Đợi tới lúc tỉnh dậy, cô phát hiện mình bị nhốt vào một căn phòng tối. Lý do rất đơn giản, đó là cô ấy quá nguy hiểm, cần phải cách ly. Ngoài cửa, số 3 và số 4 không nỡ, thử thuyết phục số 1 thả số 7 ra ngoài. Nhưng số 1 là một người cứng rắn, đã quyết định thì sẽ không nhân nhượng. Số 7 ở trong phòng tối cảm thấy tuyệt vọng. Hồi nhỏ bị nhốt, bây giờ lại tiếp tục bị nhốt. Tuyệt vọng quá đỗi, cô bắt đầu sinh ra ảo giác, nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ. Anh chị của chúng ta, cũng giống như bố chúng ta vậy, luôn muốn chế ngự chúng ta. Tiếng nói bị kìm hãm, bị tách khỏi mọi người, chưa từng được sống dưới ánh sáng, chưa từng được quan tâm. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc nếu chúng ta cứ ở yên như này. Nhưng bọn tôi là người nhà, giờ họ thấy sợ cô, họ sẽ nhốt cô ở đây cả đời. Không, dưới sự xúi dục của ảo giác, số 7 hoàn toàn sụp đổ. Cô không muốn tiếp tục kìm nén bản thân, sống những ngày tháng không có ai yêu thương nữa. Nghĩ lại mới thấy bản thân có năng lực hơn người, tại sao lại phải bị nhốt. Một tiếng rầm vang dội, cánh cửa sắt đổ sập xuống. Số 7 hoàn toàn phát điên, cả học viện bắt đầu rung lắc dữ dội. Số 1 thấy tình hình bất ổn, lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi đó. Nhưng sau khi thức tỉnh, số 7 quả thật không còn là con người nữa. Đi tới đâu là đổ nát hoang tàn tới đó. Lúc này trong lòng cô chỉ có sự oán giận, chỉ muốn chôn vùi tất cả mọi người. Quản gia Tinh Tinh định ngăn cô lại. Vốn dĩ số 7 vẫn còn chút nhân từ với quản gia, nhưng khi biết được năm xưa quản gia đã bày mưu tính kế để kìm hãm siêu năng lực của mình, cô liền ghim thẳng ông ta lên tường.
Sau khi giết quản gia, số 7 càng không dừng lại được. Kỹ năng cũng đã vận dụng thành thạo. Chỉ một chiêu, cả học viện biến thành đống đổ nát. Đến cả robot mẹ cũng bị chôn sống. May là số 1 đã kịp đưa những người khác chạy ra ngoài. Lúc này số 5 mới nhận ra rằng, người gây ra tận thế không phải Hera. Tên vô dụng đó chỉ là kẻ giật dây. Còn người thực sự gây ra tận thế chính là số 7 sau khi thức tỉnh siêu năng lực. Nhưng lúc này số 7 đã mất hết nhân tính. Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là tham gia buổi biểu diễn violin của mình. Số 1 nhanh trí quyết định bắt tận tay số 7 tại buổi biểu diễn của cô ấy. Mấy người họ nhanh chóng chạy tới buổi hòa nhạc. Số 3 vốn định lấy Nhu Khắc Cương nói chuyện tử tế với em gái, nên bảo số 1 và những người khác chờ ở bên ngoài, đừng làm phiền mình. Vốn dĩ hai chị em đang trao đổi bằng mắt rất thuận lợi, nhưng không ngờ số 1 và số 5 xông thẳng lên sân khấu. Số 7 đứng dậy kéo dây đàn, khiến hai người họ lập tức văng ra xa. Giờ thì hay rồi, số 7 đã bị chọc giận, càng đàn càng dữ tợn, khiến khán giả hoảng sợ bỏ chạy hết sạch. Nhưng cô ấy vẫn không chịu dừng lại. Đúng vào lúc này lại xảy ra một vấn đề nan giải khác. Đó là sát thủ của Zer Kermi Sừng đã đuổi tới. May là vào thời khắc then chốt, số 4 sử dụng siêu năng lực, triệu hồi linh hồn của số 6, đánh bại tất cả sát thủ. Sau khi giải quyết xong sát thủ, chỉ còn lại mối nguy trước mắt là số 7. Số 1 thấy tất cả các anh chị em đều có mặt đầy đủ. Vậy thì nghe lệnh anh, xông lên, xông lên. Nghe hiệu lệnh, tất cả cùng xông lên. Nhưng ngay giây sau đã bị số 7 khống chế. Vậy nên sau này nếu có hành động nhóm, nhớ nghe lời người có não nha cả nhà. Có điều số 3 đã trở lại đường lui, lặng lẽ cầm súng xuất hiện phía sau số 7. Nể tình chị em sâu đậm, số 3 hơi xê dịch nòng súng. Sau khi bóp cò số 7 mất kiểm soát, tuy đã thả những anh chị em khác ra, nhưng nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể xuyên thẳng qua tầng mây hướng về phía mặt trăng. Em ấy còn sống chứ? Vẫn còn sống phải không? Chúng ta làm được rồi, chúng ta đã cứu được cả thế giới. Vào lúc mấy người họ vui mừng vì thoát được tận thế, một chuyện đáng sợ xảy ra. Mọi người có thấy mảnh thiên thạch đang bay về phía chúng ta kia không? Toang rồi, thế là không thể giải cứu được trái đất rồi. Hóa ra đây mới thật sự là tận thế. Bảo sao người quản lý từng nói, chuyện gì phải đến thì ắt sẽ đến. Mảnh thiên thạch khổng lồ rơi xuống trái đất gây ra vụ nổ lớn. Trong nháy mắt trái đất trở thành địa ngục trần gian. Vào khoảnh khắc then chốt, số 5 sử dụng siêu năng lực, đưa các anh chị em cùng xuyên không? Không biết lần xuyên không này có hy vọng ngăn chặn tận thế ập tới hay không? Anh em nhà này mạnh thật đấy. Anh cả cường tráng nhảy bật lên, dùng cơ thể chặn đứng một quả tên lửa mà không mảy may xây sát. Số 7 tay không đỡ đạn pháo. Số 4 triệu hồi vô số linh hồn của quân lính. Nhìn thấy quân địch là nhảy vào cắn xé. Số 6 còn lợi hại hơn, tuy chỉ là linh hồn, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc giết người. Số 3 chỉ cần nói vài câu là kẻ địch nổ tung đầu mà chết. Còn số 2 vô cùng nhanh nhẹn, đạn đều tăm tắp cũng không thể bắn trúng anh ta. Đây là một cuộc chiến hạt nhân vốn không nên tồn tại trong lịch sử. 7 anh em vừa xuyên không tới đã tham gia vào cuộc chiến đó. Số 5 vừa muốn ra tay giúp đỡ liền bị người ta kéo lại. Nhìn kỹ lại hóa ra không phải ai khác, mà chính là Hazer, sát thủ từng đuổi giết cậu lúc trước. Hazer không kịp giải thích, chỉ về phía xa. Một làn mưa đạn pháo đang bay tới. Ngay giây sau vụ nổ hạt nhân xảy ra, trái đất lại một lần nữa tận thế. May là Hazer kịp thời đưa số 5 chạy thoát, lợi dụng cặp tài liệu quay về 10 ngày trước khi tận thế xảy ra. Lúc này số 5 hoàn toàn ngơ ngác. Hóa ra khi số 7 gây ra tận thế, Hazer đã đưa vợ mình cùng xuyên không. Hai người sống hạnh phúc yên ổn suốt 20 năm ở thời không này. Thế nhưng chính lần xuyên không đó đã gây ra chiến tranh Nga, Mỹ vốn không có trong lịch sử, khiến tận thế tới sớm hơn 60 năm. Trọng trách ngăn cản tận thế lại lần nữa rơi vào vai số 5. Chỉ có điều 7 anh em họ tuy xuyên không cùng lúc, nhưng lại tới những thời không khác nhau. Số 4 đưa theo số 6 tới Texas năm 1960 trước. Cùng địa điểm đó, một năm sau số 3 mới tới nơi. Năm 1962, số 1 rơi thẳng vào thùng rác. Nhìn hoàn cảnh xa lạ, số 1 bắt đầu sốt ruột. Diego. Số 5. Allison. Một năm sau, số 2 cũng tới nơi đó. Vừa đặt chân xuống đất đã nghe thấy có người kêu cứu. Số 2 can đảm hiệp nghĩa lập tức đuổi theo bắt trộm. Đúng vào lúc này, anh ta nhìn thấy Tổng thống Kennedy đang phát biểu trên TV. Lập tức kích động, kêu gào khắp nơi là có người muốn ám sát Tổng thống. Không bất ngờ gì, số 2 vô tri bị coi là bệnh nhân thần kinh và nhốt lại. Cùng năm đó, số 7 đến nơi. Có lẽ do lần trước sử dụng siêu năng lực quá đà, dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Bây giờ số 7 còn không nhớ bản thân là ai. Lảo đảo đi trên đường, được một cặp mẹ con dẫn về nhà. Không lâu sau số 5 cũng tới, nhưng cậu vừa tới đã phải đối mặt với tận thế. May là Hazer kéo theo cậu xuyên không lần nữa. Hazer nói cho số 5 biết rằng 10 ngày sau chính là tận thế. Số 5 nửa tin nửa ngờ còn chưa kịp hỏi gì thì sát thủ của Zer Kermi Sừng đã đuổi tới. Hazer vì để bảo vệ số 5 mà bị sát thủ bắn cho tan xác, lên thiên đường làm bạn với vợ mình. Bây giờ chỉ còn lại một mình số 5, không biết phải làm sao để giải cứu thế giới. Thôi thì cứ đi tìm những người khác trước rồi tính. Thế nhưng ở thời không này, những người khác đã bắt đầu một cuộc sống mới. Số 1 dựa vào sức mạnh của mình, tham gia đấm bốc phi pháp.
mỗi ngày nhận được tiền thưởng là tới quán bar giải trí. Số 5 bám theo tới quán bar, chuẩn bị thuyết phục số 1 cùng mình ngăn cản tận thế. Nhưng số 1 lại không hề hứng thú với chuyện đó. Chúng ta phải tìm những người khác, bởi vì tận thế sẽ lại tới sau 10 ngày nữa. Em không biết phải ngăn chặn chuyện đó như thế nào. Anh không quan tâm. Vốn dĩ số 1 ngăn cản tận thế là vì muốn ở bên số 3 mà anh yêu. Thế nhưng ở thời không này, số 3 đã gả cho người khác và đang sống rất hạnh phúc. Số 1 nhất thời không còn muốn ngăn cản tận thế nữa. Số 5 khuyên nhủ hết nước hết cái, nhưng số 1 vẫn không mảy may đổi ý. Đúng lúc này số 5 sờ vào trong túi, phát hiện một cuộn băng cassette, chính là thứ mà Hazer đã nhét vào túi cậu trước khi qua đời. Cùng lúc đó số 2 cùng bạn mình trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Số 5 lập tức tìm đến chỗ số 2, bàn xem nên ngăn cản tận thế như thế nào. Thế nhưng số 2 chỉ một lòng muốn cứu tổng thống, khiến số 5 vô cùng tức giận. Sao mới xuyên không mấy năm mà lại không trông chờ gì được vào mấy người này nữa vậy? May là số 5 nhanh trí, uy hiếp số 2 nếu không giúp mình giải cứu thế giới thì sẽ báo cho bệnh viện tâm thần tới bắt số 2 về. Vì vậy số 2 mới miễn cưỡng đồng ý. Hai người nghiên cứu kỹ càng băng cassette mà Hazer để lại, muốn thông qua đó tìm ra kẻ chủ mưu gây ra chiến tranh Nga-Mỹ. Thế nhưng số 5 tinh mắt lại nhìn thấy một người không ngờ tới trong băng cassette. Cô gái này trông thì có vẻ vô hại, nhưng lại sở hữu siêu năng lực không thể khống chế. Một khi tức giận thì có thể đâm thủng một lỗ lớn trên mặt trăng. Cô ấy là vũ khí sát thương mạnh nhất có thể gây nên tận thế. May là hiện giờ số 7 vẫn đang bình thường. Từ khi xuyên không tới năm 1960, cô đã mất trí nhớ. Một hôm số 1 tới quán bar giải trí, vô tình bắt gặp số 7. Thân là người thông minh nhất nhóm, số 1 không tiến lên nhận người quen ngay lập tức, mà ngày hôm sau cầm theo súng, tìm tới trang trại nhận nuôi số 7. Hai anh em vừa gặp nhau, số 1 ngoài mặt thì nói xin lỗi, nhưng sau lưng lại chuẩn bị bóp cò. Ban đầu số 7 còn thấy vui mừng. Bản thân mất trí nhớ đã mấy tháng, dù là dán tờ rơi hay đăng báo tìm người, đều không có bất cứ phản hồi gì. Khó khăn lắm mới xuất hiện một người biết mình, liền muốn bám theo người ta hỏi cho rõ thân thế. Anh biết tôi là ai sao? Gì cơ? Tất nhiên là anh biết em rồi. Ôi may quá, tôi đã đăng báo tìm kiếm mãi, hy vọng sẽ có người. Em lùi lại đã. Đợi một chút. Số 1 vô cùng căng thẳng, tưởng rằng số 7 đang giả vờ mất trí nhớ để lừa mình. Dù số 7 cố gắng giải thích rằng mình thật sự không nhớ gì hết, nhưng số 1 dường như không thể suy nghĩ. May là lúc anh ta chuẩn bị rút súng, thì bà chủ trang trại CC kịp thời xuất hiện, giơ súng săn đuổi số 1 đi. Số 7 vẫn còn ngơ ngác không biết bản thân đã làm gì, mà lại có người cầm súng tìm tới tận cửa. Cùng lúc đó, số 5 và số 2 đang tìm kiếm tung tích của Reginald. Hai người tìm hết một lượt trong sổ địa chỉ quốc tế, nhưng không có manh mối gì vì có quá nhiều người trùng tên. Hoàn toàn không thể xác định ai mới là bố nuôi của họ. Số 5 nhanh trí nghĩ ra cách không tìm được tên, thì tìm địa chỉ công ty Umbrella, vì đó chính là tiền thân của học viện Umbrella. Quả nhiên, hai người mau chóng xác định được một công ty. Tới nơi mới phát hiện trong công ty không một bóng người. Trên bàn làm việc phủ đầy bụi, xem ra nơi này bị bỏ hoang đã lâu. Nhưng số 5 lại tìm thấy một tấm thiệp mời còn mới trên bàn. Số 5 cất thiệp mời vào túi, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng động. Lại gần xem thử thì hóa ra là quản gia Tinh Tinh hồi nhỏ. Rõ ràng lúc này quản gia Tinh Tinh vẫn còn rất hoang dã. Giơ tay tát thẳng mặt số 5, rồi nhanh chóng bỏ chạy theo đường cửa sổ. Cùng lúc đó, số 2 phát hiện một bóng lưng đáng ngờ ở phía cuối hành lang. Đang bám theo lại bất chợt bị người đó đánh úp từ phía sau. Số 2 tuy có siêu năng lực, nhưng lại đánh ngang tài ngang sức với người mặc áo đen. Và lúc số 2 chuẩn bị tung đòn chí mạng, mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, vậy mà lại chính là bố nuôi của anh ta. Bố, còn kém lắm. Số 2 bị thương ngã ra đất. Reginald dắt theo con Tinh Tinh vừa tới nghênh ngang rời đi. May là nhát dao này chưa đủ để lấy mạng số 2. Bên này số 2 vừa bị thương, một bên khác số 7 dường như nhớ ra gì đó, lái xe rời khỏi trang trại lúc nửa đêm. Nhưng giữa đường lại bắt gặp sát thủ của The Commission. Ba anh em sát thủ này định nhân lúc số 7 chưa thức tỉnh siêu năng lực, ra tay trừ khử cô trước. Ba người đuổi, một người chạy. Số 7 chạy như bay vào trong ruộng ngô, nhờ vào sự di chuyển linh hoạt, tránh được vô số viên đạn. Nhưng trốn trái trốn phải cuối cùng vẫn đối diện với họng súng. Ba sát thủ lập tức mất ý thức, số 7 nhanh chóng bỏ chạy. May là số 5 đã bắt được tín hiệu của làn sóng siêu âm đó. Cậu mau chóng chạy tới nơi xảy ra sự việc, đưa số 7 ra khỏi ruộng ngô. Lúc này trời đã sáng tỏ, số 7 giờ mới phát hiện mình chỉ hơi tức giận, đã khiến ruộng ngô đổ rạp một khoảng lớn. Lại chúa tôi, sức mạnh kinh khủng nhì, may là sức mạnh của em vẫn còn nguyên vẹn. Đi thôi, đã tìm được số 7, giờ chỉ còn số 3 là không rõ tung tích. Lúc này số 3 và chồng đang dốc sức cho phong trào dân quyền. Năm 1960, người da đen bị phân biệt đối xử khắp nơi. Rất nhiều nhà hàng đều treo biển cấm người da đen. Thân là người da đen, số 3 dẫn theo một nhóm người biểu tình, ngồi lì ở trong nhà hàng, hy vọng được phục vụ giống như người da trắng. Chỉ tiếc là cách làm đó không hiệu quả, mà ngược lại còn làm gia tăng mâu thuẫn. Mấy người không thuộc về nơi này, cút ra ngoài đi,
đuổi họ ra ngoài, mau đuổi họ ra ngoài đi. Cuối cùng, mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng. Cảnh sát ra mặt dùng bạo lực giải quyết, đuổi những người ngồi lì ra khỏi đó. Thậm chí còn bắt giữ chồng của số 3. Nhìn thấy chồng mình bị đánh đập, số 3 không nhịn được mà sử dụng siêu năng lực. Dừng lại, anh muốn đánh chết anh ấy sao? Tôi nghe nói anh phải rời khỏi đây. Nhìn viên cảnh sát bất ngờ rời đi. Người chồng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc em đã nói gì với hắn? Rốt cuộc em đã nói gì với hắn? Em chỉ bảo anh ta tha cho anh thôi. Không thể có chuyện tay cảnh sát da trắng bỏ qua vì nghe lời một phụ nữ da đen như em được. Người chồng không còn tin lời số 3 nữa. Trong mắt anh ta, người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề. Trong lúc hai người đang tranh chấp, số 4 nhận được tin lập tức chạy tới, nhanh chóng đưa số 3 rời khỏi khu vực hỗn loạn đó. Giờ đây 7 anh em cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ. Anh chàng cơ bắp cuồn cuộn này bị người ta đấm hết cú này đến cú khác trên võ đài. Một đấm, hai đấm, vốn có cơ hội đánh trả, nhưng số 1 vẫn không hề ra tay. Ông chủ đứng xem vô cùng sốt ruột, không ngừng ra hiệu cho số 1 đánh trả. Nhưng số 1 giống như bị ma nhập vậy, dù thế nào cũng không chịu ra tay. Bị đối thủ đánh ngã hết lần này tới lần khác. Vừa lúc nãy, số 1 nhận được tin số 3 đã gả cho người khác, cả người đều thấy bất ổn, buồn bã vô cùng, chỉ đành dùng nỗi đau thể xác để làm dịu nỗi buồn. Vậy nên mới quên không đánh trả. Thất bại thảm hại, ông chủ tức điên người vì mất sạch tiền. Số 1 cũng bị đuổi khỏi chung cư độc thân, không còn nơi nào để đi, số 1 đành đến tìm số 5 ở nhờ. Lúc này số 5 và số 2, cùng với cô bạn gái Lila không rõ lai lịch của số 2, đang điều tra bố nuôi của họ. Thông qua thiệp mời mà số 5 trộm về, hai người phát hiện, Hoy Helen Cotter, người gửi thiệp mời là một ông lớn, xuất thân từ một thế lực ngầm được tạo nên bởi các nhà khoa học và quân đội. Tổ chức này được gọi là 12 ông lớn. Sau đó, bạn của số 5 còn tìm được ảnh của 12 ông lớn, nhưng trong ảnh chỉ có 11 người. Số 5 mặc nhận Reginald chính là người thứ 12. Vì để kiểm chứng suy đoán, số 5 quyết định đưa số 2 và Lila trà trộn vào buổi tiệc để điều tra cho rõ. Nhưng Reginald rất nhanh đã phát hiện số 5 đang theo dõi mình. Bố, may là số 5 di chuyển nhanh mới không bị bắt. Thế nhưng vừa quay đầu, trùng hợp thay, sát thủ của Joker Mason ở ngay phía sau. Chết tiệt, di chuyển bằng siêu năng lực mấy lần. Số 5 mau chóng kiệt sức, mắt thấy sát thủ tiến lại gần. Số 2 đuổi tới, nhưng còn chưa kịp cứu số 5, thì đã bị đồng bọn của sát thủ đánh úp từ phía sau. Hơn nữa còn là một chọi hai. Số 5 không còn sức đánh trả, chỉ đành chịu trận. Lúc này, Lila đuổi theo tới. Nhìn số 2 và số 5 bị sát thủ đánh đập, chế ngự. Trong đầu cô chợt vang lên một câu nói, bảo vệ số 5 bằng mọi giá. Vậy nên cô bất chấp tất cả chạy về phía số 5, hỗn chiến với sát thủ. Số 5 nhân cơ hội ném sát thủ ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc nhìn thấy Reginald chuẩn bị rời khỏi buổi tiệc, liền đứng dậy mau chóng đuổi theo. Sau khi nhận được hiệu lệnh rút lui, số 2 liền thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Được lắm, giờ chỉ còn tao và mày thôi. Trổ tài đi xem nào. Sau khi giải quyết xong tên sát thủ, số 2 cũng đuổi theo ra ngoài. Nhưng hai anh em chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe của Reginald. Em bắt đầu cảm thấy bố đang tránh mặt tụi mình. Tôi không muốn phá đám, nhưng chúng ta nên đi thôi. Lila không nói gì thì thôi. Vừa nói đã khiến số 2 nghi ngờ. Rõ ràng mình mới là bạn trai của cô ấy. Tại sao vừa nãy khi gặp nguy hiểm, đối phương lại chỉ lo cứu số 5? Thế nhưng Lila chỉ giải thích đơn giản rằng, vì cậu ấy còn nhỏ, anh thì lớn tướng thế này rồi. Hãy hành xử như một người đàn ông đi. Số 2 nhìn ra Lila chỉ đang giải thích cho có. Liền quyết định mỗi người một ngả. Không gặp được Reginald, số 2 và số 5 quay về nhà một cách thất vọng. Số 1 chờ ở nhà đã lâu nghe tin hai người đi tìm Reginald, liền trở nên kích động. Chỉ còn 6 ngày nữa là tận thế rồi. Và lần mà ta đến gần bố nhất là lúc ở đường đến tòa lãnh sự. Nói sao nhỉ, thật ra không phải thế đâu. Ý anh là sao? Anh đã từng gặp bố. Hóa ra năm đó khi vừa xuyên không đến, phát hiện lạc mất mấy đứa em, nên số 1 đã dựa vào ký ức, vượt qua trắc trở tìm đến gặp người bố lúc này còn chưa nhận nuôi họ. Số 1 nghĩ rằng dù sao mình cũng là con trai của bố, ông ấy kiểu gì cũng không thể không nhận mình. Nhưng hiện thực như một gáo nước lạnh, người bố không những không chịu nhận anh, mà ngược lại còn cười nhạo số 1 to xác như một con tinh tinh vậy. Số 1 tuyệt vọng, nên mới chọn con đường đấm bốc phi pháp để kiếm sống qua ngày. Cùng lúc đó, Lila lộ ra bộ mặt thật. Hóa ra cô ta quả thật không phải một người bình thường, mà là con gái nuôi của Handler, quản lý tiền nhiệm của Joker Mason. Lila được Handler nuôi nấng từ nhỏ, là một sát thủ hàng đầu. Nhiệm vụ bảo vệ số 5 là do chính Handler giao cho cô. Lần này, Lila lại mang dao ném của số 2 trở về. Ngay sau đó, ba anh em sát thủ nhận được mệnh lệnh của tổ chức. Mục tiêu lần này chính là số 2. Tiếp sau đó, ba người lần theo manh mối tìm đến một rừng cây. Ở trên thân cây gần đó có cắm con dao của số 2. Sát thủ Oscar nhẹ nhàng bước lại gần, nhưng không cẩn thận dẫm phải một quả bom, nổ tung trong chớp mắt, đến một mảnh vụn cũng không còn. Cùng lúc đó, số 5 phát hiện Lila hành tung bí ẩn, nên đã bám theo. Quả nhiên phát hiện Handler giấu mặt phía sau. Đúng ra, Handler là người muốn trừ khử số 5 nhất. Nhưng lần này, bà ta lại muốn hợp tác với số 5 lần nữa. Người phụ nữ da đen này đưa chồng mình
tới một cửa hàng sang trọng chỉ phục vụ người da trắng. Nhân viên lập tức nghiêm mặt lại mời hai người ra ngoài. Số 3 không những không chịu ngược lại còn bắt đầu nhìn trái ngó phải. Quay đầu nói với nhân viên rằng, tôi nghe nói, anh sẽ cho anh ấy thử mọi thứ trong cửa hàng. Nhân viên lập tức ngoan ngoãn, niềm nở rót cà phê cho số 3, còn giúp chồng cô thử một lượt những bộ Âu phục trong tiệm. Cuối cùng hai người hài lòng xách túi lớn túi nhỏ ra về. Hơn nữa còn không mất đồng nào. Tiếp đó số 3 lại dùng cách tương tự, sắm cho mình một bộ đồ đắt tiền. Hai người hứng lên, đi thẳng vào quán ăn từng biểu tình hôm trước. Thái độ của nhân viên vô cùng ác liệt. Lần này số 3 không để yên cho anh ta. Không, đừng có giở trò đó nữa. Hai người mau ra ngoài trước khi tôi báo cảnh sát. Tôi nghe nói anh phải ngậm miệng lại ngay. Cho tôi một ly cà phê đen. Nhân viên lập tức nghe lời quay người rót cà phê. Thế nhưng số 3 vẫn chưa hả giận, không chịu nói dừng lại. Mãi tới khi nhân viên bị cà phê tràn ra làm bỏng cả tay, người chồng mới ra mặt cản lại. Lần này anh ta đã được mở rộng tầm mắt, vợ mình thật sự có siêu năng lực. Trước đó, người chồng vẫn luôn cho rằng vợ mình mập mờ với tay cảnh sát da trắng. Không còn cách nào khác, số 3 đành thừa nhận mình đến từ tương lai, đồng thời sở hữu siêu năng lực. Nhưng người chồng vẫn không tin, số 3 chỉ đành trổ tài cho anh ta thấy. Sau khi về nhà, người chồng rõ ràng vô cùng kích động, khuyên số 3 sử dụng siêu năng lực giúp người da đen đòi quyền lợi. Nhưng số 3 lại do dự, vận động đòi quyền lợi là một quá trình dài. Cô ấy thực sự không muốn dùng siêu năng lực can thiệp vào lịch sử. Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới tương lai, thì cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Vào lúc hai vợ chồng đang tranh cãi vì chuyện này, số 3 phát hiện có một lá thư dưới chân. Mở ra thì không ngờ lại là thiệp mời của Reginald. Gần đây Reginald phát hiện mấy người lạ mặt này, hoặc là theo dõi hoặc là đánh úp mình. Vậy nên quyết định hẹn gặp mặt nói cho rõ. Cùng lúc đó, các anh chị em khác cũng nhận được thiệp mời. Ngày diễn ra buổi tiệc, mọi người lần lượt tới nơi. Đợi đã, chào cả nhà, anh nhờ với, hay lắm, tất cả đều ở đây. Luther, trời ạ, xin lỗi, anh căng thẳng quá. Sau nhiều năm xa cách, cuối cùng cả nhà cũng ngồi lại với nhau. Nhưng Reginald vẫn không hiểu chuyện gì, chất vấn bảy anh em tại sao cứ bám lấy mình, hết theo dõi rồi lại đánh úp. Số 5 không ngần ngại nói thẳng nguyên nhân. Bọn con là con của bố, bọn con tới từ tương lai. Năm 1989 bố nhận nuôi và huấn luyện bọn con để ngăn cản tận thế và thành lập học viện Umbrella. Reginald vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại nhận nuôi những đứa trẻ trông đến là phản nghịch này. Lúc này, số 5 lại lên tiếng. Bởi vì bọn con có siêu năng lực. Sau đó, bảy anh em bắt đầu trổ tài. Bố viết gì vậy? Hai lần cậu đều được không điểm. Dừng lại, cái này thú vị đấy. Được rồi, để con giới thiệu một lượt. Luther có sức mạnh hơn người. Klaus có thể trò chuyện với người chết. Allison có thể điều khiển người khác làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nó không bao giờ sử dụng. Em nghe nói anh đấm thẳng vào mặt mình. Đến lượt số 7, tất cả đều hoảng sợ, lo rằng cô ấy sẽ đập nát cả tòa nhà. Thế nhưng lần này số 7 kiểm soát rất tốt. Không sao đâu, em có thể làm được. Làm được sao? Lần trước em làm nổ cả mặt trăng đấy. Không, Vanier, đừng. May là lần này chỉ làm nổ tung đĩa hoa quả. Sau khi xác nhận năng lực của mọi người, số 2 vô tri bắt đầu kiếm chuyện. Lấy ra bức ảnh Reginald xuất hiện ở buổi phát biểu của Tổng thống. Tức giận chất vấn ông, có liên quan đến việc Tổng thống bị ám sát hay không? Reginald đốp thẳng lại, cậu có vấn đề gì à? Ông nói liền một tràng, khiến số 2 không sao cãi lại được. Thấy mọi người càng nói càng bay xa, số 5 kịp thời quay lại chủ đề chính. Quên chuyện Tổng thống đi, 5 ngày nữa chúng ta sẽ phải đối mặt với một trận chiến mang tính hủy diệt. Thế nhưng nhắc đến chuyện tận thế, Reginald hoàn toàn không tin. Linh hồn của số 6 ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, vốn muốn nhập vào số 4 để nêu ý kiến của mình. Không ngờ còn chưa kịp lên tiếng thì số 4 đã ngất xỉu. Lần này thì hay rồi, Reginald thấy phiền không để đâu cho hết. Được rồi, cảm ơn các cô cậu đã tới đây. Tôi thấy đủ rồi. Không, con, nhìn xem bố đã làm gì với con này. Bố nhìn đi. Chết tiệt, làm gì vậy chứ? Cậu mặc quần lửng kia. Chúng ta nói chuyện riêng đi. Buổi họp gia đình cứ vậy kết thúc. Mấy anh em chán nản rời khỏi thang máy. Còn số 5 nghiêm túc ngồi nói chuyện với Reginald. Cậu kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe. Thật ra số 5 muốn ngăn cản tận thế hơn bất cứ ai hết, nhưng không sao thực hiện được. Reginald thông minh nói một câu khiến số 5 bừng tỉnh. Bắt đầu nhỏ thôi, từ giây, chứ không phải một thập kỷ. Giây sao? Con không có ý gì đâu, nhưng con cần nhiều thời gian hơn cho điều con đang cố thực hiện. Rất nhiều chuyện có thể thay đổi chỉ trong một giây. Có người có thể lật đổ cả một triều đại, có người lại rơi vào lưới tình. Số 5 như được khai sáng. Nếu cậu không thể ngăn tận thế xảy ra, vậy hãy suy nghĩ theo một cách khác, hợp tác với Handler. Nhìn cậu nhóc này xem. Cầm theo một cây rìu xông thẳng vào phòng họp, không nói không rằng bắt đầu chém giết, không để cho đối phương có cơ hội đánh trả. Khả năng dịch chuyển tức thời kết hợp với cây rìu khát máu của số 5 có thể nói là hoàn hảo, không một ai có thể chạy thoát khỏi đó. Sau một loạt thao tác, tất cả lãnh đạo cấp cao của The Commission đều bỏ mạng. Còn Carmichael, người đầu cá vàng đang run rẩy sợ hãi này, chính là người đứng đầu tổ chức hiện tại. Carmichael vốn muốn mua chuộc số 5, thù lao gấp 2 không được thì gấp 3. Thế nhưng số 5 giết đỏ cả mắt đã bỏ ngoài tai lời hắn nói.
cầm gậy đánh thẳng vào đầu Carmichael. Tiếp đó, số 5 giao con cá vàng đã mất thân xác cho Handler. Trước đó, để cứu các anh chị em thoát khỏi ngày tận thế, số 5 đã đồng ý hợp tác với Handler. Số 5 giúp Handler trừ khử lãnh đạo cấp cao của The Commission. Sau khi Handler tiếp quản tổ chức, sẽ giúp họ quay trở về dòng thời gian gốc, đồng thời xóa bỏ ngày tận thế. Số 5 thấy vụ làm ăn này có lời nên đã đồng ý. Nhưng sau khi đạt được ý đồ, Handler bắt đầu chơi chữ, chỉ cho số 5 một chiếc cặp tài liệu để xuyên không. Số 5 có thể đưa bất cứ ai đến bất cứ dòng thời gian nào, nhưng thời gian chỉ giới hạn trong 90 phút. Số 5 ngơ ngác, như này không phải đang trêu ngươi cậu sao? Bà chưa từng nhắc gì đến chuyện giới hạn thời gian. Thật ra cậu còn 89 phút 30 giây, nhanh lên nhé. Chuyện này là không thể nào. Các anh chị em của tôi ở khắp nơi trong thành phố, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Số 5 chán chẳng buồn lãng phí thời gian với bà ta, chỉ đành thông báo cho những người khác, bảo số 1 đi tìm số 3, số 2 đi tìm số 4 và linh hồn của số 6. Còn bản thân thì vội vã đi báo tin cho số 7. Ba anh em hẹn nhau sau khi tìm thấy những người khác, sẽ tập hợp ở con hẻm lúc xuyên không tới. Thời gian chỉ còn 2 tiếng. Cùng lúc đó, Handler thuận lợi tiếp quản The Commission, đồng thời giao cho con gái Liller vị trí trưởng ban an ninh. Liller suy nghĩ, công việc thì ổn đấy, nhưng cô phải tự chọn người để thành lập đội an ninh. Cô chọn đi chọn lại, cuối cùng nhớ tới bạn trai cũ của mình là số 2. Lúc này số 2 đã thuận lợi tìm được số 4, phát hiện số 6 đang nhập vào số 4 để hưởng thụ cuộc sống. Số 2 bảo số 6 tập trung tại con hẻm nhỏ sau 2 tiếng nữa. Số 6 đồng ý liên hồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, số 2 vốn định nhân cơ hội làm chút việc riêng, không ngờ giữa đường lại bị Liller đánh úp, uống phải thứ không nên uống rồi ngất xỉu, bị Liller đưa tới The Commission. Một bên khác, số 5 tìm được số 7. Nhưng số 7 và Sissy, chủ trang trại đã đem lòng yêu nhau, nói thế nào cũng phải đưa bạn gái theo mới chịu. Thời gian cấp bách, số 5 đành phải đồng ý. Thế nhưng chồng của Sissy sớm đã phát hiện hai người có tư tình, đồng thời báo cảnh sát chặn họ lại. Số 7 vốn định dùng siêu năng lực đẩy lùi cảnh sát, nhưng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Sissy, cuối cùng từ bỏ chống cự, bị cảnh sát quật ngã. Tình hình bên phía số 3 còn nan giải hơn. Sát thủ của The Commission tìm tới tận nhà để trả thù. Vừa mở cửa, ô tô đã đánh thẳng vào cổ họng của số 3, khiến số 3 mãi không nói nên lời, phải chịu một trận đòn oan, đợi tới lúc cô bình phục lại mới có thể đánh trả. Tôi nghe nói anh giết anh em của mình. Cứ như vậy, Acel tận tay bóp chết em trai ô tô của mình. Đợi khi tỉnh táo trở lại, Acel hối hận không kịp, hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường. Số 3 nhìn đồng hồ trên tường, đã qua thời gian ước hẹn. Trong con hẻm, số 5 và số 1 đợi mãi, mà chỉ đợi được số 4 và linh hồn của số 6. Những người khác mãi không thấy đâu. Nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, số 5 lòng như lửa đốt. Chúng ta chỉ còn một phút nữa thôi. Có chuyện gì vậy? Chúng ta chuẩn bị đi đâu sao? Nhiệm vụ đơn giản như vậy mà. Chúng ta chỉ cần tới đây là được, không phải đấu với quái vật biển khổng lồ, cũng không phải một đội quân đột biến. Không thể tin nổi, cơ hội đã dâng tới tận miệng rồi. Em nói khẽ thôi được không? Anh đau đầu muốn chết. Nghe em nói này, đồ vô dụng chỉ biết nôn mửa. Chúng ta vừa bỏ lỡ cơ hội giải cứu thế giới đấy. Cơ hội mà số 5 phải giết hết lãnh đạo cấp cao của The Commission để đối lấy, đã lãng phí một cách oan uổng như vậy. Số 7 bị trói trên ghế điện, chân ngâm trong một chậu nước. Trên trán, cổ tay và cổ chân đều được nối với nguồn điện. Chỉ cần nhẹ nhàng bật nút và tăng điện áp lên là số 7 sẽ đau đớn tột cùng. Thấy rồi chứ? Đó là mức điện áp thấp nhất, từ giờ sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Tiếp đó, bác sĩ đứng bên cạnh nhỏ thuốc tạo ảo giác vào mắt số 7. Trong giây lát, mọi thứ xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Số 7 muốn vùng vẫy, nhưng không còn chút sức lực nào. Trong mơ hồ, số 7 dường như quay trở về học viện Umbrella. Các anh chị và Reginald đều đang ngồi trước bàn ăn đợi cô. Cô vừa tới, Reginald liền cho người mang đồ ăn lên, còn luôn mồm mỉa mai số 7. Quên hết quá khứ, quên cả bản thân mình. Cuối cùng dưới sự thúc giục của Reginald, số 7 đã ăn một miếng tráng miệng làm từ não bộ. Trong giây lát, cô nhớ lại tất cả mọi chuyện. Theo dòng ký ức trở về, siêu năng lực của số 7 dần trở nên mất kiểm soát. Đặc công thẩm vấn cô bị hút cạn thành tiêu bản. Trước đó, số 7 vốn định đưa Sissy và con gái cô ấy rời đi, nhưng giữa đường lại bị coi là gián điệp của Liên Xô và bắt giữ, đồng thời còn bị gán cho tội danh ám sát tổng thống. Sau một hồi dùng hình ép cung, số 7 cuối cùng cũng phát điên. Tại sao cô ta vẫn còn sống? Tôi nhớ ra rồi, thế giới có vẻ lại sắp bị hủy diệt rồi. Cùng lúc đó, ở The Commission, số 2 phát hiện một cỗ máy có thể dự đoán tương lai. Số 2 vẫn luôn lo lắng về chuyện tổng thống bị ám sát, đã tra ra được khung cảnh ngày hôm đó. Điều kỳ lạ là hôm đó không hề có tay bắn tỉa nào bắn lén, mà ở trên tuyến đường đoàn xe của tổng thống chắc chắn phải đi qua, một tòa nhà xảy ra vụ nổ lớn. Tòa nhà đó lại chính là văn phòng của FBI, cũng chính là nơi số 7 bị giam giữ. Cái quái gì vậy? Đó là tòa nhà FBI. Nhưng tại sao nó lại nổ tung? Chuyện không phải như vậy sao? Không phải. Ông ấy lái xe đi rồi, không bị giết sao? Chết tiệt, không ổn rồi. Vì số 7 bị coi là gián điệp của Liên Xô,
nên vụ nổ này đã dẫn đến chiến tranh Nga-Mỹ vốn không tồn tại, khiến tận thế ập đến. Để ngăn cản số 7 phát điên, số 2 lẻn ra khỏi Joker Mission, tìm số 3 và số 4 cùng đi cứu số 7. Thế nhưng số 7 quá mạnh, sóng điện từ quá kinh khủng, không ai có thể tới gần. Cuối cùng phải để linh hồn của số 6 ra tay. Số 6 tiến vào trong ý thức của số 7 đang mất kiểm soát. Vanir, em còn nhớ anh không? Em nhớ lại cả rồi. Em lại mất kiểm soát rồi phải không? Chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em không thể kiểm soát bản thân mình như mọi người chứ? Bây giờ vẫn chưa muộn. Em có thể quay về, vẫn còn thời gian. Em không xứng đáng được sống. Em đã giết quản gia Vogel. Em còn suýt giết cả Allison. Em đã phá hủy cả thế giới. Em là một con quái vật. Nhìn em gái buồn khổ. Số 6 cũng rất đau lòng. Tuy anh đã hy sinh nhiều năm, nhưng linh hồn vẫn luôn ở bên cùng mọi người trưởng thành. Số 6 khẽ nắm lấy tay số 7, nhẹ giọng an ủi. Em không phải là quái vật, em là em gái anh. Và bây giờ, anh chị em của chúng ta đang cố hết sức để cứu lấy em. Vanir, em không đơn độc đâu. Em có thể làm được mà. Dưới sự an ủi của số 6, số 7 cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đúng lúc số 7 nắm tay anh trai chuẩn bị rời đi, linh hồn của số 6 bắt đầu tan biến. Vì để cứu số 7, linh hồn của số 6 đã hao tổn hết sức lực. Bây giờ buộc phải tan biến. Em đang hại anh phải không? Đó không phải là lỗi của em. Anh đã cố bám trụ lâu nhất có thể, nhưng mà anh không nên đến tìm em. Vanir, anh đã mất từ 17 năm trước. Tất cả những chuyện sau đó, những năm tháng ở cùng với Klaus, đều là phần thưởng thêm cho anh. Ít nhất lần này anh đã có thể nói tạm biệt. Cuối cùng số 6 biến thành những ánh sao sáng, tan biến trong lòng số 7. Và số 7 cũng tỉnh lại, tránh được vụ nổ lớn xảy ra. Cùng lúc đó, kế hoạch của số 5 thất bại, cặp tài liệu cũng mất tác dụng. Thế nhưng anh chàng này nhanh trí, nhớ lại khi mình làm việc cho Joker Mission, từng chấp hành nhiệm vụ ám sát tổng thống ở thời không này, mà bản thân lúc đó cũng có một cặp tài liệu trong tay. Số 5 nổi ý xấu, quyết định dẫn theo số 1 đi cướp cặp tài liệu. Không thể không nói, số 5 mà điên lên thì cả đồ của mình cũng cướp. Hai người mau chóng tìm thấy số 5 giả ở trong nhà hàng. Số 5 nhỏ bắt đầu lừa gạt, dùng kinh nghiệm của người từng trải nói cho đối phương biết, chỉ cần xuyên không vào thời gian mà mình nói thì sẽ có thể quay về quá khứ, không cần làm việc cho Joker Mission nữa. Số 5 giả vừa nghe liền động lòng. Mấy năm này ông đã giết quá nhiều người theo lệnh của Handler, sớm đã không muốn làm nữa. Nhưng nhiệm vụ cuối cùng, ông vẫn phải tiếp tục hoàn thành. Dựa theo kế hoạch, khi đoàn xe của Tổng thống tới đường lớn, số 5 giả sẽ trốn trong góc khuất nổ súng. Số 5 tính đúng thời gian, chính là lần đầu tiên cậu xuyên không về nhà. Cậu nhân cơ hội dốc hết sức mở ra vòng xoáy thời gian, để số 5 giả đi trước. Trong cùng một thời không chỉ có một số 5 được tồn tại. Số 1 thấy số 5 giả do dự, liền đá thẳng ông ấy vào trong vòng xoáy. Nhưng cú đá này lại đá hỏng cả chiếc cặp tài liệu trong tay ông ấy. Hai người còn chưa kịp buồn thì đoàn xe của Tổng thống đã chậm chậm tiến tới. Vốn dĩ mọi người tưởng rằng tất cả mối nguy đều đã được giải quyết, Tổng thống vốn nên bình an vô sự. Thế nhưng số 2 lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc trên bãi cỏ. Trước đó, 7 anh em tưởng rằng đã loại bỏ được hết mối nguy, bảo vệ được Tổng thống. Thế nhưng số 2 lại nhìn thấy bóng lưng của Reginald, vội vội vàng vàng chạy tới đẩy ngã ông ta. Nhưng không ngờ đó chỉ là một người máy. Cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng súng. Tổng thống vẫn không thoát kiếp đi đời nhà ma. Đây là thời khắc đáng buồn với tất cả người dân. Chúng ta phải chịu một mất mát không thể đong đếm. Nhưng thật ra tất cả những chuyện này đều do có người đứng sau thao túng. Sau chuyện đó, Reginald tìm đến gặp 12 ông lớn, chỉ trích họ tự làm theo ý mình. Xem ra ông đã nghe tin rồi. Vấn đề của Kennedy đã được giải quyết. Chúng ta đã nói là không được động tới ông ấy rồi. Dù thế nào thì ông ta cũng phải ngỏm thôi. Ông ta đã chọc tức quá nhiều người. Reginald tức giận, quyết định chấm dứt hợp tác với họ, không cung cấp kỹ thuật khoa học tân tiến nữa. Thế nhưng 12 ông lớn lại được nước lấn tới, uy hiếp sẽ công khai bí mật của Reginald. Lần này Reginald thật sự tức giận, cho tất cả bọn họ trầu trời. Ngày Tổng thống bị giết, 7 anh em đúng lúc có mặt ở hiện trường. Hơn nữa hành tung còn rất bí ẩn. Chẳng thế mà họ bị coi là sát thủ, truy nã toàn quốc. Thời khắc then chốt, số 7 nhận được điện thoại của Cici, nói rằng con trai cô là Texas bị mất kiểm soát. Hóa ra trước đó Texas không cẩn thận ngã xuống hồ. Khi được số 7 vớt lên, cậu bé đã tắt thở. Cuối cùng số 7 dùng siêu năng lực cứu sống Texas, nhưng đã để sót năng lượng đặc biệt trong người cậu bé. Vừa rồi khi số 7 phát điên, năng lượng trong người Texas cũng cảm nhận được, làm cậu bé phát điên theo. Số 7 vốn muốn đưa các anh chị cùng đến xem thế nào, nhưng mọi người đều đang điên đầu, vì chuyện truy nã nên đã từ chối. Giờ chúng ta phải ở lại đây. Số 7 thất vọng, đang định lái xe rời đi, thì số 4 mở cửa ngồi vào. Tiếp đó, những người khác cũng lên xe. Anh xuống xe đi, em phải. Không, anh sẽ đi với em. Anh đâu thể để em đối mặt với điều chưa biết một mình chứ. Thêm hai người nữa được không? Còn Joker Mission thì sao? Bọn anh cũng muốn làm gì đó trước khi hy sinh anh Dũng. Số 5, anh không cần phải. Anh biết, coi như em nợ anh một lần. Trẻ con ngồi đằng sau. Được, ôi trời, mọi người, em không biết phải nói gì hơn. Ai chê anh mập thì anh sẽ xuống luôn.
mấy anh em mạnh dạn tới trang trại. Quả nhiên Texas đang bị luồng năng lượng khổng lồ bao vây trong nhà kho. Số 7 sử dụng năng lượng tương đồng, chậm rãi lại gần Texas để đánh thức cậu bé. Lúc này lại có chuyện phiền phức khác, Handler và Liller bám theo tới đó. Số 5 và số 2 định lên trước cản lại. Số 5 tưởng rằng 5 đánh 2 thì dễ như ăn cháo. Không ngờ Handler búng tay một cái, lại chúa tôi. Toang quá là toang. Trước khi bị bắn cho tan xác, số 5 kéo số 2 bỏ chạy. Nhưng làm sao chạy nhanh được bằng đạn bay. Hai anh em trốn sau cái máy kéo. Số 2 bảo số 5 trốn vào trong nhà trước để mình cắt đuôi. Chỉ thấy số 2 dùng siêu năng lực chặn cơn mưa đạn lại. Sau đó chuyển hướng sang đống rơm bên cạnh. Cơn mưa đạn lập tức phát nổ. Nhưng năng lực của số 2 cũng có hạn, chỉ đủ sức chặn một cơn mưa đạn. Thời khắc then chốt, số 7 xuất hiện. Cô bay ra khỏi nhà kho, trước ngực phát sáng, một luồng sóng siêu âm bắn ra. Tất cả sát thủ đổ rạp xuống đất. Thế nhưng Handler và Liller vẫn không mảy may xây sát. Tiếp đó Liller bắt đầu đánh trả, trước ngực cũng tỏa ra luồng sáng, dùng chiêu y hệt như chiêu số 7 vừa dùng. 7 anh em bị đánh ngã, số 5 cũng bị chôn vùi dưới đống gạch. Lúc này Liller theo vào trong nhà. Số 1 vốn tưởng Liller nhằm vào số 2, nhưng không ngờ mục tiêu của cô lại là số 5. Số 1 lên trước ngăn cản, nhưng không ngờ người có siêu sức mạnh như anh lại bị ném thẳng ra ngoài. Số 3 chạy tới giúp sức, vốn định dùng siêu năng lực khống chế Liller. Không ngờ Liller lại sử dụng chiêu thức tương tự, suýt thì khiến số 3 ngạt thở mà chết. Hóa ra, Liller sinh ra cùng ngày với 7 anh em, cũng sở hữu siêu năng lực. Năng lực của cô là bắt chước năng lực của người khác. Hơn nữa lần này Liller tới đây là để trả thù số 5. Nhiều năm trước, khi số 5 còn làm việc cho Handler, đã nhận được lệnh trừ khử bố mẹ của Liller. Vì vậy Liller mới được Handler nhận nuôi. Sau đó lại bị Handler tẩy não, tới tìm số 5 báo thù. May là số 5 vẫn rất tỉnh táo, nói cho Liller biết, lãnh đạo cấp cao của Zerkomi sừng không tự mình ra tay bao giờ. Nhưng ngày bố mẹ Liller bị sát hại, bà ta đã xuất hiện, mục đích là để nhận nuôi Liller. Lúc này Liller mới nhận ra, Handler coi trọng siêu năng lực của mình, muốn đào tạo mình trở thành tay sai cho bà ta. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Liller buông bỏ thù hận. Chỉ tiếc là Handler bất ngờ cầm súng đánh úp từ phía sau. Tất cả đều trúng đạn ngã xuống. Đến cả Liller bà ta cũng không tha cho. Quân cờ Liller đã bị bà ta xóa sổ. Handler nhìn sang Texas đang mất kiểm soát siêu năng lực. Vào lúc bà ta đắc ý, chuẩn bị trừ khử số 5 còn đang hấp hối, thì bị bắn lén từ phía sau. Sát thủ Acel đuổi tới. Trước đó Acel phát hiện mình mất hai người em trai là do mệnh lệnh giả của Handler, khiến hai người em bỏ mạng oan uổng. Nhưng Acel cũng không định tha cho số 5. Nhìn họng súng đen ngòm, số 5 chợt nhớ tới lời của Reginald. Thử xuyên không về vài giây trước đó, số 5 bò dậy, cố gắng xuyên không về một giây trước khi Handler nổ súng, đoạt lấy cây súng trong tay bà ta, cứu sống các anh chị em. Không lâu sau Acel đuổi tới bắn tan xác Handler. Liller nhân cơ hội cướp lấy cặp tài liệu rồi biến mất, loại bỏ được nguy hiểm. Số 7 hút hết siêu năng lực trên người Texas. Texas lại trở thành một cậu bé bình thường. 6 anh em cầm theo cặp tài liệu quay về dòng thời gian gốc. Lúc họ tới nơi chính là ngày thứ 2 sau ngày tận thế. Học viện vẫn còn đó, mọi thứ đều nguyên vẹn. Khi 6 anh em đang vui mừng vì ngăn cản được tận thế, Reginald xuất hiện. Ta biết mấy người sẽ xuất hiện. Bố vẫn còn sống, tại sao ta phải chết? Đúng vậy, bố nói đúng, chỉ là con mừng quá vì được về nhà. Và chúng ta lại ở bên nhau. Nhà, đây không phải nhà của cậu. Bố đang nói gì vậy? Đây là học viện Umbrella mà. Lại sai rồi. Nơi này là học viện Sparrow. Lũ khốn này là ai vậy bố? Chết tiệt.